Xin được kính chào và cảm ơn quý vị đã lựa chọn xem nhà bán trên kênh Thiện Đất. Ở quận 2 Bà Trưng thì có một con phố rất đặc biệt, phố mùng 8 tháng 3. Và ở phố này thì cũng có một căn nhà đặc biệt, chính là căn mà quý vị đang xem đây. Giờ cũng là thời điểm cuối năm 2021 và có lẽ cũng đã đến lúc chúng ta mua cho mình một căn nhà mới để đón Tết rồi quý vị ạ. Căn nhà ngày hôm nay thì có thông tin cụ thể như sau. Nhà xây 5 tầng. Trên thửa đất có diện tích sổ đỏ là 48m2. Chiều ngang phía trước là 4m. Phía sau này hơn 4m một xíu. Nở hậu một chút không đáng kể. Chiều sâu vào 12m. Hướng là đông ghé sang bắc. Thửa đất và công trình nhà ở này thì nằm trong một con ngõ khá đẹp. Trước nhà thì là bờ tường rào và hành lang của công trình khác, nên là không đối cửa với nhà ai. Không gian thì thoáng mát, đi lại dễ dàng. Bất động sản này thì là một căn nhà ở riêng lẻ được xây mới. Thiết kế cơ bản là mỗi tầng 2 phòng. Như vậy thì tính sơ qua các tầng là 2, 3, 4. Chúng ta đã có tới 6 phòng rồi. Nhà thì bán theo hiện trạng. Quý vị quan sát thấy như thế nào thì khi nhận nhà nó sẽ như thế. Không hứa hẹn có thêm và tất nhiên là cũng không bớt đi thứ gì. Hình ảnh và video em Thiện đang quay trực tiếp ở đây là thật. Em xin nhấn mạnh hoàn toàn là thật, chuẩn. Quý anh chị cô bác, kể cả là những người đã đến xem thực tế rồi thì chắc hẳn là phải đồng ý với em điều này. Vừa rồi chúng ta xem là có khe thoáng sau. Ở trên thì các phòng trước và phòng sau đều có cửa sổ. Nhà ở đô thị tuy nhỏ nhưng có cửa sổ là đẹp rồi quý vị ạ. Vị trí nhà thì nằm tại con phố mùng 8 tháng 3 thuộc phường Minh Khai, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội. Con phố trùng tên với ngày quốc tế phụ nữ này là phố đẹp ở bờ tây sông Kim Ngưu. Nó là kỷ niệm một thời vàng son của nhà máy dệt mùng 8 tháng 3, nơi đã tạo ra những sản phẩm dệt may công nghiệp lần đầu tiên tại Việt Nam. Đặt tên phố là mùng 8 tháng 3 có lẽ cũng là cách để ghi nhớ lại một thế hệ phụ nữ Hà Nội đảm đang, tháo vát, hết mình cho lao động và sản xuất. Không chỉ là phố mà các trường mầm non, chợ, khu tập thể xung quanh đều được gắn kèm với con số mùng 8 tháng 3. Ở đây thì nằm gần với chợ Quỳnh Mai, ngõ 10, phố mùng 8 tháng 3. Khu này thì gần ngay bệnh viện Thanh Nhàn và Hồ Thanh Nhàn, gần với Đại học Kinh tế và Kỹ thuật Công nghiệp, gần Tham City cũng như là Vinmec Tham City, gần Viện Hữu nghị Việt Xô, Viện Trung ương Quân đội 108. Từ đây cũng rất thuận tiện ra ngã tư Bạch Mai, Minh Khai, Đại La, gần chợ Mơ và bệnh viện Bạch Mai. Bất động sản này thì hiện tại đang được chính chủ chào bán là nhỉnh 6 tỷ một chút, có thương lượng đàm phán. Chủ nhà thì là người cẩn thận tỉ mỉ trong tính cách, nhưng lại rất sời lở trong việc bán mua. Vì thế cho nên quý cô bác anh chị cứ đến xem là mua được ạ. Em xin phép được tóm tắt lại một số đặc điểm của căn này như sau. Diện tích sổ đỏ là 48m2, mặt tiền 4m, sâu 12m, hơi nở hậu một xíu. Nhà ở được xây mới 5 tầng, thoáng trước thoáng sau. Thiết kế cơ bản sử dụng tới 6 phòng đẹp. Địa chỉ nhà thì nằm tại phố mùng 8 tháng 3, phường Minh Khai, quận Hai Bà Trưng, gần với chợ Quỳnh Lôi thuộc quận Hai Bà. Kính mời quý cô bác anh chị cần xem và tham khảo, xin liên lạc trực tiếp số máy em Thiện 0962 802 792. Em xin trân trọng cảm ơn và hẹn gặp lại mọi người ở các video sau.